Rồi, xin chào uh, quý anh chị các bạn trở lại với chương uh, trình chơi. Uh, năm cuối năm rồi, cũng uh, hết tháng 12 và chuẩn bị sang đầu tháng 1. Uh, cái thời điểm này thì chúng ta mua xe lát trong nước uh, khá là đau đầu vì thật sự là đa phần phải uh, đẩy hết những cái mẫu xe sản xuất 2021 thì uh, các đại lý mới bắt đầu bán xe 2022 và đặt xe 2022 mới về. Nên là chúng ta sẽ đẩy sự quan tâm sang một số đầu xe nhập khẩu nhé, nhập khẩu nguyên chiếc thường thì nó khoảng nguyên chiếc vào khoảng tháng 2 tháng 3 thì chúng ta mới có Vin 2022. Nên là thời điểm này khi mà các bác mua thì uh, thứ nhất là đại lý ưu uh, đãi khá là nhiều. Thứ hai là chúng ta vẫn được một cái xe mà gọi là không quá sát so với thời điểm giao thoa giữa hai cái uh, xe cũ và xe mới. Đó, mà vẫn phục vụ được mình đi Tết. Thật sự thì uh, trong cái video này thì em sẽ cập nhật nhanh cái giá bán trong cái uh, đầu xe Mitsubishi Attrage hiện nay thì Acha đang được khuyến mại khá là đẹp và em cập nhật lại cho anh chị đang có nhu cầu thì mua nhé bản rẻ nhất số sàn 375 triệu thì hiện nay đang được hỗ trợ 100% phí trước bạ tương đương với là giảm giá 37 triệu đồng các bác lưu ý giúp em là cái này giảm giá tương đương thôi nhé còn khi chúng ta mua chúng ta vẫn phải ra thông thuế 10% bình thường thì hiện nay cái mức giá bán sau khuyến mại sẽ tác động vào khoảng tầm 338 triệu thì tức là chúng ta lăn bánh đâu đó chỉ cộng vào khoảng tầm 4 đến 5 triệu tiền đăng ký đăng kiểm thôi. Là chúng ta đã ra biển được rồi, tức là dao động vào khoảng tầm 380 triệu và người ta có thể đàm phán thêm về phụ kiện tặng kèm cho xe nhé Nếu anh chị đang có nhu cầu thì alo giúp em, qua hotline đang đính kèm trên màn hình chúng ta có thể nhận thêm khuyến mại cũng như là cập nhật cái tình hình lịch xe, màu xe và giá chốt nhé Ở phiên bản ATRA CVT bản thường thì cũng được hỗ trợ 100% thuế trước bạn và tặng kèm thêm một chút phụ kiện như là anten gặp gương uh, anten kèm theo xe này, anten nói cá mập hay là gặp gương tự động đó nó giá trị dao động vào khoảng uh, 7 đến 10 triệu ngoài ra chúng ta có thể đàm phán thêm thì uh, cái xe này đang có mức niêm yết là 460 thì giá bán thực tế dao động vào khoảng tầm 414 bốn uh, với cái mức ưu đãi khoảng 10% thuế thì uh, Chúng ta lăn bánh đâu đó vào khoảng tầm 465 triệu Ở thị trường Bắc Ninh, Bắc Giang Cái này có thể du di và dao động thêm Mình nhận thêm khuyến mại thì alo giúp em nhé Còn cái bản cao cấp nhất Hatcha CVT Premium Thì hiện nay chỉ được hỗ trợ Giảm giá vào khoảng 24 triệu Tức là tương đương với khoảng 50% lệ phí trước bạ Nhưng mà chúng ta sẽ được tặng kèm Nhiều phụ kiện hơn Vì cái đầu xe này thì Cái lượng xe nó không dồi dào lắm đó. Thì uh, giá bán thực tế nó động vào khoảng tầm rưỡi Thì uh, nếu mà lăn bánh ở tỉnh địa phương chúng ta sẽ động vào khoảng tầm 500 triệu nhá. Uh, 500 triệu cho phiên bản cao cấp nhất và khoảng tầm 400 triệu, chưa đến 400 triệu cho phiên bản số uh, sổ sang. Nên mình đang có nhu cầu thì mua cái chiếc xe hai đầu nhập khẩu. Đi lại thì uh, tiết kiệm nhiên liệu. Xe này uh, ăn đâu đó chỉ dao động vào khoảng tầm 6 lít hơn 6 lít ở trong phố thôi. Các bác hàng chân to thì uh, cộng cho em lên khoảng lên khoảng 7 lít đi 7 lít rưỡi đi nó là rất tiết kiệm à, mà là xe thương hiệu nhật này nhập khẩu này giá thì ok thì à, bác nào ở Bắc Ninh Bắc Giang à, đang có nhu cầu mua xe thì alo trực tiếp giúp em để bên em báo lại khuyến mại theo thời điểm thì giá cả có thể thay đổi nhé các bác xem lâu các bác biết rồi rồi xin chào và hẹn gặp lại trong những cái video tiếp theo bọn em có đầy đủ xe lái thử nhé